Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô mai vàng ha. À, hôm nay để giá hữu nghị của chú anh chị mình chơi ha. Cây này mới đào về nha anh chị. Bộ đế thì quá trời bộ đế luôn nha. Dữ dằn bộ đế luôn. Cây già, cây dữ lắm, già luôn rồi. Mã số đầu tiên là 205. 205. Quành 25. Quành 25. Chiều cao 56. Chiều cao 56. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Mã số là 205. 205. Cây này khá là đẹp nha chú chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 nha. Bao ship tặng nhà 1.900.000. Rồi tiếp theo 207. Đây là mấy cây mai giảo hạt nha anh chị. Quành 23. Quành 23. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Mấy cây này là cốt cành nó có sẵn, người ta vô dây hết trơn ha. Nó dèm vô chậu mình trồng nha. Mã số là 207. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 lên chưa, bao ship luôn. Này còn mấy cây nên để giá cực kỳ mềm cho anh chị mình chơi. 208. Củ đế quá trời luôn nè. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 57. Chiều cao 57. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40, 208. Rồi cái này cũng 550 luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp 210. Theo 210. Quành 22. Quành 22. Chiều cao 82. Chiều cao 82. Đường kính bầu 34. Cây này cũng bành khi ná luôn anh chị nè, nó kéo sẹo hết trơn nha anh chị. Máy này về ghép được hoặc là mình muốn chơi game mình chơi ha. Nè, kéo hết trơn nè. Mã số là 210. 210. Rồi cây này thì giao lưu với anh chị mình 400.000 luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 210. 211. Quành 23. Quành 23. Kéo sẹo hết nha anh chị. Chiều cao 72. Đường kính bầu 32. Mã số là 213. Rồi cái này để rẻ cũng 400.000 luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 213. 213. Quành 20. Quành 20. Chiều cao 64. Chiều cao 64. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. 213. Rồi cái này giao luôn chị 400.000 luôn chị, bao ship luôn ha. 214. 214. Nè, nó kéo sẹo hết trơn anh chị ha. Này về là mình ghép là ok luôn ha. Quanh 18. Chiều cao 23. Đường kính bầu 31. Rồi cho anh em để ghẻ của chú anh chị mình 300.000 thôi, bảo ship luôn. 214. 215. 215. Cây này củ đế cũng đẹp luôn anh chị. Quành 24. Chiều cao 53. Quá trời cây đế nè. Chị coi đế nè ha. Rồi cây này giao lưu với anh chị 450 nha, bảo ship tặng nhà luôn. 216. Quanh 18. Chiều cao 35. Đường kính bầu 36. Rồi, cái này 400.000 thôi chị, bao ship luôn. 216. 216. 217. 217. Ồ, ồ, để nơm đẹp ha. 19. Chiều cao 40. Đường kính bầu 30. Rồi, mã số là 217. 217. Rồi cái này 400.000 luôn chị, bao ship luôn. 218. 218. Quanh 17. Chiều cao 44. Mã số 218. Rồi cái này giao cũng 400.000, bao ship nha anh chị. 219. Ồ, củ đế quá đẹp anh chị.
quá đẹp chủ đế luôn. Quanh 18, chiều cao 34, đường dính cầu 30. Rồi 219, cái này cũng 400 ngàn, báo ship. Ồ, cây này đẹp nha anh chị, thấy vậy cho đẹp lắm ha, nhú tròi hết trơn kìa. Quanh 16, chiều cao 79, đường kính bầu 33. Rồi mã số là 220. 220, em bôi cái kia đi. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi cũng 400 ngàn luôn, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số 551. 551 đâm trời. Cụ đế quá trời cụ đế nè chị. Em đo dòng ngay cũ này là 26,5. Cái thằng đó là 16. Cao 32. Mã số 551. 551. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ngàn thôi anh chị, bao ship luôn. Này để giá hữu nghị luôn chị. Rồi tiếp theo là 552. 552. Cây cụ đế quá trời cụ đế luôn. Cái cũ này là 20 nè. Chiều cao 33. Mã số 552. Rồi cái này giao lưu với anh chị 350 thôi. 554. Ồ, cũ. Cái này nó có cái sẹo. Chạy chút. Sẹo này anh chị. Cái kéo rồi nè ha. Cái sành. 554 nè, cái này bán rẻ ha. Quanh này 17. Cũ dưới đây là 29. Cao 28. 554. Rồi, cũ này để rẻ 300 ngàn, bao ship luôn chị ơi. 555, bao số 5. Quanh 17. Chiều cao 43. Đường kính bầu 32. Rồi mã số 555. Rồi, cây này gửi cô chú là rồi, cây này gửi cho cô chú anh chị là 450 nha, bao ship tặng nhà luôn. Mã 557. 557. Nghe kỹ mã số anh em ha. Cây đánh lên cây nè, nó kéo sẹo dữ lắm nè anh chị, về này ghép được luôn nè. Rồi, hoành 19. Cao 52. Đường kính bầu 35. Thằng lắc lượng rất là đẹp ha. Rồi 400 ngàn em bao ship tặng nhà. 557. 557. 9. 559. Kéo sẹo chưa mà anh chị. Hoành 19. Cao 45. Rồi 559. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 350 rồi. Ngủ nghỉ luôn. 560. 560. Tàn rất là đẹp. Cây này cũ nè. Quanh nó 19,5. Đang nhún chọi. Chiều cao nó là 86. Rồi, cái này em để rẻ 350, bao ship luôn. Này em để giá sập sàn luôn nha anh chị. 561. 561. Cây này nó có một bên sạch bên đây. Quanh 22. Cao 57. Rồi 561. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi cây này 350 luôn chị ơi. Nó xẹo xíu để rẻ luôn ha anh chị. Nói chung bên này là sập sàn luôn rồi chị ơi. Chị nào mà tập ghép chơi. Tập ghép tập chơi mua cái này là mã số 562. 562. Hoành nó 16 hay. Cao nó 26. Rồi 300 ngàn thôi anh chị, bao ship luôn. 563. 563. Cái này cũ chập bá luôn. Nè nó kéo sẹo hết trơn nè. Mấy này về anh chị là ghép là dính liền, ghép là dính liền luôn nha. Rồi cái cũ 28. Cũ chập bá luôn ha. Cái thằng 16. Chiều cao 44. Rồi 563. Rồi cái này 450 anh chị, bao ship tặng nhà. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1.
Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây, đó, trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha, cô chú anh chị về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000, 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp, nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự ra cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán là nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm thì tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái cắt cây á, mặt cắt của cái cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. À, rất là dày nha anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha. Mới về, hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cái cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó,
hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nghe chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan, Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh. Kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới hai lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới một lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì...